Xin chào anh em, xin mời anh em quay trở lại với kênh Việt Vũ của tôi. Hôm qua thì tôi hơi bận một chút cho nên là tôi không livestream được. Cái Cyberpunk 2077 này thì tôi chơi vào buổi chiều, nhưng mà có một cái vấn đề đấy là buổi chiều thì mạng của nhà tôi mấy hôm nay nó kém lắm, livestream nó sẽ bị mất kết nối. Thành ra là tôi sẽ quay video, với lại cái game này tôi thấy là cũng rất ít anh em xem nên là tôi nghĩ là quay video rồi up lên cũng được. Anh em nào thích xem thì xem, còn không thì anh em cũng đỡ mất thời gian. Nay chúng ta sẽ tiếp tục vào vai thanh niên Vi. Ở tập trước thì Jackie, cái thanh niên to con mà đi cùng tôi ấy, đã hy sinh rồi. Sau khi mà thực hiện cái phi vụ cướp kia thì đen đủi thế nào, chúng ta lại gặp đúng cái thằng con trai nó giết ông bố để nó xoán ngôi ấy. Thì mình đã bị rơi vào trong vòng vây của cái lực lượng bảo vệ của cái tập đoàn đấy và đã bị truy đuổi. Thì trong quá trình truy đuổi thì Jackie đã bị trúng đạn và bây giờ thì đã chết rồi. Mình đã đưa xác Jackie về với gia đình. Còn bây giờ tôi sẽ đến gặp cái thanh niên môi giới mà đã giao cái nhiệm vụ ấy cho chúng ta ấy, để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Bây giờ là tôi phải đi đâu đây? Hotel Motel. Đây là một cái nhà nghỉ anh em ạ. Từ từ xem đây nó có cái trò này nó có rất nhiều những cái thứ linh tinh mà đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu là nó có tác dụng gì. Ví dụ như là mấy cái này này. Mấy cái này có vẻ như là nó giống như là sách, đúng không? Nó giống như kiểu là sách ở trong các cái game khác ấy. Không biết là mình nhặt nhiều cái này thì nó chỉ là cái các cái lo để mình tìm hiểu về thế giới, hay là nó còn có những cái gì khác nữa. Cái trò này có một cái đấy là mình có thể nâng cấp được. Từ từ tôi xem này. Nhân vật của tôi lên cấp rồi. Từ từ. Tôi đang muốn nâng cấp cái skill này này. Crit chain tăng 20%. Rồi ok. Bây giờ là đủ đấy. Đã có crit chain 20%. Succeed counter attack. Cái counter attack này khá là khó làm đấy anh em ạ. Thôi tạm thời tôi để dành điểm để có gì tăng vào những cái khác sau. À, cái trò này nó còn có một cái đấy là mình có thể nâng cấp được đồ, nhưng mà bây giờ tôi đang không biết là mấy cái đồ này có đáng để mình nâng cấp không. Ví dụ như mấy cái khẩu súng này, khả năng là tôi sẽ những cái khẩu súng mà tôi đã có rồi nó trùng nhau kiểu như này này, thì tôi sẽ giã một khẩu ra thành nguyên liệu để nâng cấp đồ. Giờ tôi đang cầm thanh katana đẻo này. Thực ra là cũng không phải đẻo đâu, tôi thấy nó báo đây là rare này. Và mình có thể nâng cấp được. Nâng cấp thì là nó ở trong phần crafting này. Tôi có thể nâng cấp được cái này. À, nhưng mà bây giờ là mình không nâng cấp được cái muốn nâng cấp này này, không biết là phải nâng cấp ở đâu. Mình có thể nâng cấp nó lên thành epic này. Cần một cái này. Ôi, rare item component cần 40 cái này. Epic item component. Ơ thế mình không thể nâng cấp này từ rare lên. À đang là rare rồi. Bây giờ từ rare mình cần nâng cấp lên epic. Úi giời, lại cần phải có cả legendary item component này. Thì sau đấy là mới nâng cấp được. Vãi cứt. Thôi, cầm tạm cái thanh này vậy. À, xem nào. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Ông ấy đang chờ. À, cái phòng này con quen này, giống ở trong trailer anh em ạ. Ui,
even the pirate networks. You blown up everywhere. Cậu đã thổi tung mọi thứ. Và Dexter đâu? Cậu ta ở ngoài xe hả? Dexter chắc là thanh niên Jackie ấy. Jackie chết rồi. Ông nghĩ cái đếch gì thế? Có hai lựa chọn. Cậu ấy ở ngoài đấy và đã chết. Dead. Condolences, friend. And the relic. Còn relic đâu? Hello? No such luck. Tôi không may không lấy được nó. That's one piece of good news. Good news. Điều đó tốt đấy. Sao lại tốt? Saburo Arasaka. Saburo Arasaka chết rồi. Cậu biết cậu kéo tôi vào cái chó gì không? Cậu đã giết Cậu đã giết người đứng đầu của cái đéo phải mình giết. Có cái tập đoàn đấy. Mr. V. Chính ông mới là người kéo chúng tôi vào cái đống hỗn độn này. You had no idea Saburo Arasaka could be at the hotel. Ông còn không biết là Saburo Arasaka ở cái khách sạn đấy. Tôi có quyền truy cập vào cái lịch của lão ta đâu mà tôi biết. Rồi, hãy bình tĩnh lại đi. Chúng ta cần phải có chiến thuật. Nơi mới, thân phận mới, nhưng mà đầu tiên thì go get yourself cleaned up. Hãy đi tắm rửa đi. Ui. Ở trong trailer hình như là nó đấm vào kính thì phải. Nhưng mà tôi sẽ rửa cái mặt đi cho nó đẹp trai cái. Kể cả tức giận cũng phải đẹp trai. Đó. Bạn thì vừa mới chết xong. Liệu có đủ bình tĩnh không? Để tôi thì nhập vai vào nhân vật lên. Bớt tức rồi. Gương này có vẻ đắt tiền đấy anh em. Ui giời. Địt mẹ, nó chơi mình rồi. Tôi biết ngay mà. Tôi chắc chắn là nó cấy cái gì theo dõi mình. Can't risk it, V. Remember our first combo? Seems I've chosen the quiet life after all. Thằng này nó muốn diệt khẩu mình để nó không lộ ra là chính nó là người đã giao cái nhiệm vụ cho mình. Nó chắc nó sợ cái tập đoàn kia trả thù anh em ạ. Đầu tiên nó lừa mình, nó bảo là nó sẽ cho mình một cái thân phận mới, đến một cái nơi mới, nhưng mà nó bảo là bây giờ nó bảo là nó không thể nào mà mạo hiểm như thế được. Nó sợ bị tra ra ấy. Thế là nó diệt khẩu mình luôn. Bây giờ mới hết. Mẹ. Bây giờ mới hết intro anh em ạ. Chơi từ đầu đến giờ bao tiếng rồi bây giờ mới hết intro. Bây giờ cái chữ Cyberpunk 2077 nó mới hiện lên ạ. Ở trong trailer cinematic ấy thì nó cũng có cái đoạn mà mình bị thằng kia nó bắn xong rồi vứt ra bãi rác thì phải. Interlure là cái gì đây? On stay. Ừ, chào baby. Hey baby. Never been better. Never been better. Sao vậy? Tránh ra. Ô, Kenuri. Johnny xin vào hen đây này anh em ạ. Vừa cầm súng vừa lên trên đây hát ạ. Hôm nay tôi
Tôi đến đây để tạm biệt tất cả mọi người. What the hell? Money's money, can't fuck around with it. Các em đang phí phạm cuộc sống của mình ở đây đấy, cuộc đời của mình ở đây đấy. What crawled up your ass? Tròn đấy. Đi đâu? Bây giờ mình lại vào vai Johnny Silverhand anh em ạ. Do tài tử diễn viên mà đã đóng ở trong ma trận. Và thằng này là thằng nào? John Wick ấy. A silent treatment or what? Get over here, man. Fuck this band. Not your crowd, not your noise. Do your own thing. Hãy tự làm việc của mình đi. I'm gonna miss you something awful. See you in the next life. Anh đấy. Gặp lại cậu kiếp sau. Anh muộn đấy. Con gái nào nhìn cái cung ngầu chất lứ này. Tôi cố tình muộn đấy. Con này tên là Roe. Đeo tai nghe vào. Lên trực thăng nó rất là ồn nên là không thể nói chuyện với nhau như kiểu bình thường, là phải đeo tai nghe anh ạ. Cái gì đây? Sao mắt nhìn vào đâu đây? Để tôi cố gắng ngửa mặt lên trời. Dít thuốc phát. Sao nó cứ có những cái đoạn chớp như kiểu là những cái đoạn trí nhớ ấy. Tôi đoán là cái thanh niên Johnny Silverhand này ấy, chính là cái dữ liệu ở trong cái relic mà cái thằng nhân vật chính thằng Vi nó cắm ở trong gáy ấy. Tôi đoán là cái chip đấy nó chứa cái thằng Johnny Silverhand này. Bọn này đi đâu đây? Mấy tòa nhà cao tầng này chắc là của mấy cái tập đoàn kinh khủng ở trong thành phố Night City đấy. Đây có khẩu súng rất là bố đời nhé. Bọn này định đi cướp à? Đây nó còn có chữ là không được vào này. Bắn rồi. Tôi có bắn được đâu. Mặc dù nhìn bọn này nó màu đỏ nhưng mà tôi không bắn được. Ôi nhờ. Ôi, thằng kia chết rồi. Chắc là bây giờ đến tôi. Vô vận dụng. Ơ kìa, bắn đi. Đấy, phải bắn phải như này chứ. Vô dụng vãi trưởng. Johnny Silverhand bố đời vậy. Nhìn cái gì? Ngắm cái gì? Trốn cái gì? Nấp làm gì? Súng này nó tỉa cho thì. Mà bọn kia bắn kiểu đó gì? Bao nhiêu người mà bắn có cái trực thăng mà bắn mãi không xong. Vô dụng như thế thì phải trả giá thôi chứ còn sao nữa. Một chân tay nó bay tứ tung nhỉ. Còn thằng nào sống không? Còn cái turret này. Clear. Lấy túi. Đây là ô, cái gì đấy, có hình hạt nhân anh em ạ. Định cài bom tòa nhà này à? Rồi, lại đến đoạn phải bắn súng rồi. Tôi bắn súng kém lắm. Mấy lại cái trò này, cái kiểu bắn súng của nó không hẳn là được như là các cái game bắn súng ấy. Cảm giác đưa chuột rồi cảm giác ngắm nó gọi là ở mức tạm thôi.
Mở cửa đi em. Thằng Johnny này không có tính năng ấn tab để hack. Ui mẹ súng bố đời vậy, bắn một phát 2000 máu ạ. Ui cái này thì đúng là Johnny Silverhand có khác. John Wick đây. Đầu hàng ngay. Bọn khốn. Bọn khốn. Bố đời quá. Bố đời quá. Bọn này là tập đoàn nào nhỉ? Sao em? Em không đi cùng với anh à? Ôi em này người thành máy hết rồi. Này đi. Không phê. Bushido 2, bomb's name was what? Tôi phải đặt bom ở đây. The Demolitron. We're good. Keanu Reeves này là diễn viên rất được yêu thích anh em ạ. Draw weapon. Rút súng cũng cun ngầu. Cái trò này thử không ngắm xem là bắn mấy có mấy khẩu súng này kiểu bắn cáp. Not done yet. Still need to feed this to their subnet. Giờ tôi phải làm sao? Giờ tôi phải làm sao chuyện đấy khi tim khắc cả hai hình dung. Em ơi anh làm phải làm gì em ơi? Cho mình 4 phút. Sao đấy? Mẹ chết rồi. Tôi tưởng Johnny Silverhand là bá đạo trên từng hạt gạo không thể chết được. Hóa ra là cũng vẫn chết anh em ạ. Vẫn không thể nào mà làm kiểu Rambo phi vào giữa đám đông được. Hơi thất vọng. Tưởng như John Wick đi. Một phải đánh vài chục. Keanu Reeves. Mấy anh này chết rồi không yên. Rồi 4 phút là quá đủ cho Johnny Silverhand rồi. Mở cửa. Ngắm. Nhìn. Nhìn này. Nhìn này. Thò. Thò đầu. Thò. Nào mày thò cái đầu mày ra. Thò. Thò. Thò đầu. Không xông vào theo kiểu Rambo được. Chúng nó đông lắm. Ui. Ngắm bắn này. Đi. Tôi chơi chế độ khó nhất đấy anh em. Mà kiểu bắn súng thì gà. Chọn chơi chế độ chọn khó nhất. Tại vì nhân vật chính của tôi chơi theo đường kiếm mà. Không sao, lần này tôi sẽ cẩn thận. Lần này tôi sẽ cẩn thận anh em ạ. Thỏ. Mẹ nó thỏ đầu ra như thế rồi mà bắn còn trượt ạ. Thỏ đầu. Thỏ đầu, ơ kìa. Bắn thế mà trượt à. Quá nghệ quá. Đây là
mày cậy có súng bắn xuyên thường với tao á. Giờ đi như nào đây? Rồi tôi phải hack vào đây thì phải. Sweet icebreaker. Foreign, right? Just wonder if we know anyone who can switch the subnet protocol. Hilarious. Mình đang tải virus vào trong hệ thống của chúng nó. Mẹ cái thời đại này rồi mà tải con virus này không biết là mấy trăm ghi đây. Cái tốc độ đường truyền của cái thời này mà lại còn cắm cáp trực tiếp. Mà truyền có con virus vào thôi mà lâu vậy. Chết rồi. NCPD nó đến rồi, bọn cảnh đến rồi. À cái trò này tôi phải công nhận một điều nhé. Tôi rất là muốn ủng hộ CD Projekt Red. Nhưng mà đúng là công nhận là nó làm game này nhiều cái vớ vẩn vãi cứt. Ví dụ như hệ thống phạm tội và cảnh sát ở trong trò này này. Cảnh đéo ấy cứ vừa làm cái gì cái là nó spawn, nó hiện tele ra sau đít mình, nó bắn mình luôn. Đéo hiểu. Không hiểu sao không học được. Không học được GTA một tí nào à. Rồi bây giờ mình khoát thôi. Từ xếp vào cái anh em ạ. Nãy giờ tôi toàn để thực ra là có quick save ấy, nhưng mà thôi tôi cứ xếp vào file gốc phát. Ôi! Chết rồi. Ui đi. Cái thằng này mà sau nó thành người máy này anh em này. Ồ, thế là đây là ở trong quá khứ anh em ạ. Sao lại đây là... Lại vào vai người khác này. Mình lại vào vai người khác hả? À đâu, đây là vẫn là Johnny ấy chứ. Máy bay bị nó bắn trúng rồi. Đây vẫn là Johnny Silverhand này. Smasher. Told you, Johnny boy. Tao nói với mày rồi, Johnny boy. Tao sẽ kết thúc mày một ngày nào đấy. Xong. John Wick của chúng ta đã bị thằng kia nó bắn cho phát. Nó kéo mình đi đâu đây? Ồ, hắn ta vẫn còn sống. Bây giờ là mình vẫn còn sống và bị bọn này đưa đi đâu rồi? Dữ liệu đến đây lại kết thúc. Mang tra tấn mình. Để bọn tao thử lại một lần nữa. How did you acquire fissile material? Đéo hiểu đang nói gì. Cái này thì mình cũng nói nè. Can I give good cop over there a chance to say something? Come on. Which terrorist organization do you belong to? Bọn này nó coi mình là khủng bố và nó đang điều tra xem là cái tổ chức khủng bố của mình tham gia là tổ chức nào. Boss don't look too pleased with your efforts. Có vẻ như là ông trùm của chúng mày không không thấy thỏa mãn với lại cái việc chúng mày đang làm. Đấy cái lão mà bị thằng con nó giết đây nha. Đây là có lẽ là khá lâu trước đây trong quá khứ rồi. Cái thời điểm này này. God damn. Done and gone. My husband died in that tower. Cái gì vậy? Chồng của ta đã chết ở trong cái tòa tháp đấy, đéo hiểu. À đây. Taki. Tôi tưởng lão này nói đang mẹ sợ hết cả vãi cả đái ra. Một lão già không nói cái giọng một em gái trẻ. Tại sao mày lại làm điều đó? Why did you do this? To bring an end to the madness. Để kết thúc cái sự điên rồ này. Shao
Lão đang nói cái gì về cái chết đấy? Nó mà thoải mái khi nghe người chết nói. Soul Killer Commit Chapter Engram. Đéo hiểu nó lấy nó. Lúc này là thằng Johnny vẫn còn sống, xong rồi bị nó giết, nó truyền dữ liệu vào trong trong hệ thống máy móc gì đấy anh em ạ. Approach the stranger. Đây, Johnny đây. Lại biến ra đây, ngồi đây. Lại lên đây. Đâu rồi? Đây là cái tòa nhà vừa mình vào đây mà. Như trong đây thì phải. Tôi thấy ở đây có cái gì đỏ đỏ. Ở đâu rồi? À đây, nó có mũi tên chỉ này. Mẹ, cái thời đại này nó truyền cả não của người vào trong máy ấy, anh em ạ. Đi ra kia kiểu gì? Làm khó nhìn thế. And you, who are you? Cậu là ai? Tôi đây là mình quay trở lại thằng Vi rồi à? Mình đang đi theo Johnny này. Cái đoạn vừa rồi là mình thấy Johnny bị lão kia lão ấy giết thì sao ấy, truyền dữ liệu vào trong máy. Đây là đang reboot khởi động lại này. Đây là kiểu là đang ở cái BIOS ấy. Mình đang bị một đống rác đè lên. Cái đoạn này ở trong trailer là Wake up Samurai ấy. We got city to burn ấy. Johnny kéo mình dậy. Đây, vẫn còn đang mặc vest đây. Trời mãi mới hết được cái... Ôi... Gì vậy? Bò lên. Trèo lên. Quán dốc. Ngồi gốc ơi à cây đà. Ngồi gốc ơi à cây đà. Rồi, sao không thấy Johnny nhỉ? Thế là khác ở trong trailer à? Bò đi. Cố lên. Đây rồi. Vãi cứt ạ. Lại là thằng béo ạ. Thằng Dexter. Nó làm gì mình nhỉ? What the hell? Đây, đoạn này là khác ở trong trailer rồi anh em ạ. Heavier than he looks. Nhìn nặng hơn là vẻ ngoài của nó. I have done exactly what you asked. Nghe đây đó, ta đã làm tất cả những gì mà mày yêu cầu. À, thằng này là thằng cận vệ của lão cái lão già ấy kìa. Chết cha mày chưa? Ngu chưa con? Arasaka-sama cái đéo gì ấy? Là cậu ta, tôi không nghi ngờ gì cả. Vâng. Fuck, mày đã giết bạn tao. Im lặng. Nó chả có ý tốt gì mình đâu anh em ạ. Nó đi bắt mình về để đổ tội cho mình hay làm gì ấy. Tôi tưởng là đầu tiên vì trả thù cho lão già này nó cứu mình, nhưng mà hóa ra là chắc là bây giờ nó đang theo lệnh của thằng con trai. Mày ngửi mùi mày như cứt ấy. Mày thử nằm trong đống rác xem mày có như cứt không? Tổ sư mày. Mày nghe tao không? Tao cần giúp. À, Johnny nói chuyện mình. Nó đưa cho mình cái... Đéo dùng đây.
Hay, anh nào đây? Ui, sao mẹ cái game này dã man con ngan vậy? Tôi chết rồi kìa. Nó tưởng nó giúp mình, hóa ra là mình chết ạ. Thế bắt buộc phải dùng cái đấy rồi. Tôi thử không dùng, không theo ý nó xem sao, nhưng mà đúng là game này. You hear me? I need your help. Nghe tao không, tao cần mày giúp. Đây đang lúc vừa rồi mình ngất đi là thằng này bị đuổi bắn rồi này. Bây giờ đang chạy, nó đưa cái này cho mình để mình tiêm và để cho mình hồi phục đây này. Nó đang cần mình giúp, nếu mình không giúp nó là cả hai cùng chết. Rồi, anh đã khỏe. Bây giờ chú cần giúp gì, đưa súng đây cho anh. Đưa súng đây. Mày là thằng nào? Thằng này mắt đỏ au ạ. Săn được bích. Đồ con của biển. Chết cha mày chưa, con của biển. Đưa súng đây, đúng rồi. Hãy xem đây, tài thiện xạ của anh. Không phải là nói đùa đâu. Đi đi mẹ bắn vào. Ơ kìa, sao không thấy bắn vào xe nó không nổ đây. Chắc phải bắn thằng này. Thằng này mới là thằng cần phải chính phải giết này. Mẹ xe máy nó húc với lại xe ô tô luôn cơ mà. Bố đời vậy. Nào, súng đâu, rút ra. Ơ sao vậy? Mày vừa hack tao phải không con chó? Sao tôi bắn nó không thấy máu bay lên nữa? Hình như tôi bị hỏng máy rồi, hỏng thiết bị rồi. Ui dồi ôi, nó có Mantis Blade kìa. Cái gì đây? Thằng này bụt bá đạo vậy. Đâu rồi? Đây rồi. Kìa, ấy quá. Những pha hành động. Úi giời. Nó chết rồi à? Đúng không? Đâm vào giữa cái biển quảng cáo. Cái trụ biển quảng cáo. Tôi nhìn thấy máu me bắn tung tóe. Thanh niên lái xe đâu à? Ôi mẹ, thằng kia kinh vậy. Thằng kia chắc là người của nó phải gần như là cả người nó ấy rồi. Cả người nó biến thành máy rồi, anh em nhìn kìa. Người toàn trong toàn sắt kìa. Uầy, nhìn ability của nó kìa. Assassin, thằng này là của Arasaka. Nó là người của bọn Arasaka. Thế hóa ra thằng này không phải là... Cả hai chúng ta cần phải được chăm sóc y tế. Anh có biết ai... ai có thể tin tưởng được không? Tôi biết một người. Chúng ta phải đến chỗ đó nhanh lên. Victor. Có thể giúp được. Thế là thằng này là sát thủ của cái tập đoàn kia. Thì hóa ra là thằng này không phải làm cho thằng con trai à? Ok. Mẹ tí thì ngất, tôi đang định hỏi thêm nó thông tin là tại sao mà không bỏ tôi lại, nhưng mà... Cái xe ô tô của mình à? Hãy đến và đón tôi. Đây là cái thằng AI của ô tô của mình ấy. Tôi cần đến chỗ Misty Esoterica. Ngất rồi. 20 phút nữa mới đến ạ. The personal link is damaged. Please proceed to insert the jack. Not too deep. There should be auxiliary neuro sockets between his lymph nodes beneath the SCM muscle. If I hit the vein by mistake, he will die. Indeed, as he will. Thằng này đang cố để kiểu cấp cứu cho mình thôi, để cho mình không chết thôi. Thằng AI kia đang hướng dẫn cho thằng này làm gì ấy.
nhưng mà làm sai có thể sẽ khiến cho mình chết. Tôi tạo một cái group, nếu mà anh em quan tâm thì có thể tham gia vào, anh em chat chít chia sẻ và tương tác với nhau cho dễ. Tại vì trước là tôi làm fanpage, nhưng mà tôi phát hiện ra một điều là fanpage thì các anh em gần như là không thể tương tác được với tôi, không đăng được tin bài gì cả, chỉ có tôi đăng được thôi. Thì tôi tạo được group và tôi sẽ để cái link của cái fanpage ở trong cái phần mô tả của video nhé, anh em có thể tham gia vào cho vui. Đến nơi rồi đây. Misty là người yêu của thanh niên đấy đấy, của thanh niên Lucky ấy. Gotta cut my way through the occipital bone. No other way. There is risk of. I know what I'm doing. Đoạn vừa rồi hành động bố đời vậy, trong khi ở trong trong phim thì à trong đoạn phim trailer ấy thì là gặp ngay Johnny, bảo mình thức dậy và có một thành phố để thiêu đốt, để phá hủy, nhưng mà trong cái game gốc này, à trong game thật này thì không thấy. Có lẽ là còn lâu lâu tôi mới gặp Johnny, mà tôi đang không hiểu là tại sao thằng kia lại cứu mình này. Giờ vẫn còn choáng đây. Thanh niên này là thanh niên ban đầu cho mình gắn đồ trả góp đây này. Gắn cái mắt với lại cái bàn tay đấy. Không tính tiền. Không hiểu anh kia ngồi kia làm gì kia. Lại ngất, tỉnh dậy được một lúc lại ngất. How is he? Anh ta thế nào? Lão kia khỏi rồi. Slower on the men than you, but looking better. Phục chậm hơn anh, nhưng mà tốt hơn mỗi ngày. Không biết thằng này bây giờ là nó đang làm việc cho ông già đã bị giết kia hay là... Vì anh có ở đấy không? Ôi, đầu tôi đau quá. 2077, 6 giờ 49 tối. Tôi cảm thấy có gì đấy không ổn. Tôi nhìn thấy một cái gì đấy rất là lạ. Một cái ảo ảnh. Anh giải thích cho tôi. Ánh sáng, âm thanh rất là lớn trên sân khấu và tôi gần như không thở được, và đầy tức giận và thù ghét. Tôi đã gào thét vào trong cái mic và tôi nhận ra cái đéo gì đấy. Tôi sẽ không cười và đặt bom vào tòa tháp Arasaka. Cái Night City nhìn rất là khác. Rất là khác. Và tôi ghét nó. Tôi ghét tất cả mọi người. Từng inch một. Nó quá thật. Nó là một giấc mơ. Đó là memories. Cậu không mơ đâu, đấy là một cái dữ liệu, một ký ức. Vậy là ý anh là có một kẻ khủng bố ở trong đầu của tôi. Hang on. I mean to say there's an actual terrorist in my head. Right now. Ngay bây giờ. That's right. Đúng vậy. Johnny Silverhand. Đấy là Johnny Silverhand. At his crowning moment about 50 years ago. Ôi. 50 năm trước anh em ạ. Heard of it? Thế thì cái lão già kia mẹ, cái 50 năm trước nhìn lão ấy đã già như thế rồi. Mà sao đến bây giờ lão ấy vẫn như thế nhỉ? Mẹ đúng kiểu thời này công nghệ làm con người sống lâu hơn thì phải. 50 years là 50 năm trước mà. Talk to me.
Đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy anh có vẻ sợ hãi. What is it? Chuyện gì thế? Don't got a lot of time left, kid. Không có nhiều thời gian còn lại đâu. Bây giờ thì sao? Biochip. It's basically a bomb. Là một quả bom. You don't have much time left. Much. Cậu không còn nhiều thời gian còn lại đâu. Không còn nhiều khả năng để sống. Silverhand's construct is overriding your consciousness. Vãi cứt ạ. Cái chip kia cắm vào người mình nó bây giờ nó hoạt động như một quả bom ấy. Khi cắm vào người cái chip nó đã làm gì vào trong cái cơ thể của mình ấy. Anh có thể chữa cho tôi mà đúng không, Vic? Vic, if I could, nếu tôi có thì tôi sẽ làm, Vi ạ. Nhưng mà tin tôi đi. Nhưng mà những cái điều này thì nó còn trên cả cái tầm hiểu biết của tôi không biết làm gì. Anh là người tốt nhất mà, Vic. Anh phải giúp tôi. Anh muốn nghe câu chuyện dài hay ngắn? Tại sao tôi lại phải chết? I am going to die. Tôi sẽ chết. That's what you're saying. Đây là cái điều anh nói. Prove it. Hãy chứng minh đi. Deck shot you. Deck bắn cậu đúng không? The bullet damaged your chip slot and your brain. Viên đạn đã bắn qua cái chip slot và qua não của cậu. Started uploading data into your head. Vãi cứt ạ, vì cái nhát bắn của thằng đấy kia mà cái chip đấy nó upload dữ liệu vào trong não của mình. Não của mình bây giờ là một cái bình rỗng ấy. Nhưng mà mình gọi nó bây giờ mình đang ở ngay đây cơ mà. It's the biochip rewiring your neural pathways, building new neural structures, doing away with the old. Cái chip đấy nó đã kiểu ghi đè lên đầu mình cái gì ấy. What's left? It's all a tumor that needs to be excised. Những cái mảnh vỡ. Vì? Và nó bảo là mình là cái thứ sẽ bị trừ bỏ, sẽ bị loại bỏ. Tức là bây giờ cái chip kia nó mới thành chủ thể, còn mình thì sẽ bị loại bỏ. Vậy đá nhỉ? Không hiểu lắm, không biết có phải không? Vậy sao chúng ta không tháo cái chip ra? Hoặc là tắt nó đi? Dù có làm cách nào, trong hai cách đấy thì cậu cũng sẽ ngay lập tức chết thôi. Đấy có phải là những cái mảnh ở trong cái quảng cáo trên tivi không? I remember this thing. Saw it on TV. What was that stupid slogan? Soul something? Secure your soul. But that's it. It's just supposed to let you communicate with constructs. Maybe, but this is a prototype by the look of things. Somehow made it out of Arasaka Labs. Đây là một cái sản phẩm mà nó còn đang được nghiên cứu, nhưng mà không hiểu sao nó lại dò dỉ ra khỏi cái phòng nghiên cứu của cái bọn Arasaka ấy. Vậy thì tôi phải làm gì đây? Vic, cứu tôi muốn chết. If there's nothing you can do to help me. Nếu mà anh không thể làm gì để giúp tôi, vậy thì well, what the hell do I do? Vậy thì tôi phải làm cái điều gì? Hãy nói cho tôi, làm ơn. Vic. I wish I knew, kid. Tôi ước là tôi muốn tôi ước là tôi biết điều đấy. Misty. You're asking too much from an old timer like Vic. Come on, V. Em này nhìn buồn lắm. Let's get you home. Thôi nào, V, hãy đưa cậu về nhà. And then he died. And I thought I was gonna die. Và tôi sẽ chết. With him in my sleep. Mà tôi nghĩ là tôi sẽ chết. Sleep's a small hint of death. Sleep. The inevitable. Ngủ là một cái phần nhỏ cái chết. I mean, tôi không thể nói được nếu mà tôi có thức dậy hay không. Right? Not something to focus on, V. Đừng nghĩ về nó nữa, V. Let it go. Hãy để nó đi. Here. Got some meds for you.
Đây, tôi có một ít thuốc Omega cho cậu. Omega blockers. Take them regularly. They'll keep things uống from progressing too quickly. Also, they should keep that guest of yours calm and quiet. Pseudoendotrizines from me. Effect will be opposite. It'll speed things up. Free the demon, so to speak. Cho mình hai lọ thuốc. Khổ thân em này. I gotta lie down. Tôi kiệt sức rồi. Tôi cần ngồi nghỉ. Khổ thân. Here. Got one more thing for you. Ở đây, thêm một thứ nữa cho anh. Vic pulled this out of your skull. Vic lucky lấy được thứ này ra khỏi đầu xương sọ cậu. Hãy hứa với tôi là anh sẽ ngủ nhé. Misty, wait. Misty, từ từ đã. About Jackie. Về Jackie. Yeah. Anh ấy nói về cô rất nhiều. Đúng rồi, thanh niên kia nói về em này rất nhiều. Cái lúc mà đi vào khách sạn mà đi qua cái nhà hàng xịn ấy, thanh niên Jackie còn bảo là tôi nghĩ là một ngày nào đó thì tôi sẽ đưa Misty đến đây mà. Anh ấy nói về cô rất nhiều. Like lots. Rất nhiều. We got into a fight. Chúng tôi đã cãi nhau ngay trước khi mà anh ấy đi làm cái việc, cái nhiệm vụ này. Anh ấy tức giận với cô à? À, anh không tức giận với cô đâu. Tôi hy vọng cô biết điều đó. Tôi biết, nhưng mà tôi chỉ ước là chúng tôi có thời gian với nhau. Nhưng mà ngay bây giờ thì anh cần nghỉ đi. Hãy nghỉ đi. Làm ơn hãy nghỉ đi. Mẹ game này nó còn cho cái lựa chọn kiểu tán tỉnh vợ bạn ý. Mẹ game khốn nạn vãi đái, đúng là bọn Tây. Thằng bạn thì vừa mới cùng mình chiến đấu hy sinh xong mà nó vẫn có cái lựa chọn là cô đáng yêu đấy. Vãi cứt. Hình như tôi vừa lên thêm một cấp nữa thì phải. Tôi đi theo con đường cận chiến ở cái chế độ khó này có vẻ là hơi hơi ngủ. Ơ, em chào anh, em chào anh. Hãy ra khỏi đây. Tôi sẽ giết tất cả những người cản đường, kể cả cậu. Bây giờ mình có thể nhìn thấy Johnny Silverhand rồi. Johnny chết từ 50 năm trước rồi. Đây là cái dữ liệu bộ nhớ của Johnny thôi. Tôi cần hút thuốc. Kiểu cái start chắc là cái để cái gạt tàn ấy. Gạt tàn của cậu ở đâu? Bây giờ là trong đầu mình là mình nhìn thấy là Johnny rồi. Em chào anh John Wick ạ. Tôi không hút. Bây giờ mình coi như đây là vực bình thường thôi. Tại vì mình đã nhìn thấy thằng này rất nhiều lần rồi. Jesus fucking Christ, man. The fuck kind of droid toy are you supposed to be? Fucking ghost off. Mình đuổi nó đi ấy. Thằng này nó bảo thế mày kiểu phê pha bằng cái gì. Mình bảo hãy cút đi. Who you work for? Start talking. Mày làm việc cho ai? Hãy nói đi. Fuck. Fuck. Sao nó tác động lên mình nhỉ? Fuck. Fuck. Ở bây giờ là kiểu như linh hồn mình bị chia đôi rồi, hai người chung cùng một cơ thể hay sao ấy. Mình vừa là Johnny vừa là V thì phải. Cái chip chó chết. Hãy lấy nó ra khỏi cơ thể tao. Cái gì? No way, cái đéo gì. Hình như là Johnny nó vừa điều khiển rút cái chip ra kìa. Ừ. Sao vậy? Sao thằng kia bảo thằng Vic nó bảo là rút ra là chết mà. Tao sẽ điều khiển. Bây giờ thằng Johnny nó điều khiển cơ thể mình thì phải. I'll find a way cái đéo gì. Nó đập đầu vào à? Cậu nghe thấy ta không? Tự đập đầu vào cửa kính và ngất đi.
sao nhỉ? Bây giờ là kiểu như là đấu tranh nội tâm này, này. Mình uống thuốc đã. Ta sẽ không nhìn đến mày nữa đâu thằng khốn. Không phải như thế. I can feel it. Our minds touch on you. I'm like mold on fruit, creeping into you. Nothing I can do about it. Nó bảo là, như nó bảo là đang dung hợp với mình và nó không thể làm điều gì ấy. It's just a copy of the engram. I'm out there somewhere. Gotta be. Kiểu dữ liệu nó đang dung nhập vào não của mình. Thằng này nó không muốn sao? Phúc 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 phúc. Anh Johnny, anh nói bậy hơi nhiều đấy nhá. Bây giờ mới vào game chính anh em ạ. Còn anh em chúng ta chơi từ đầu đến cái đoạn mà có cái chữ Cyberpunk 2077 nổi lên ấy. Mới chỉ là cái đoạn dẫn chuyện thôi. Sao vậy? À, mình phải bò đi hút thuốc, à uống thuốc. Hãy ra khỏi đầu tôi. Hãy để tôi yên. Biến mẹ anh đi. Hãy nghe ta đây thằng khốn. Viên đạn bắn vào đầu mày à. Fuck me. Mẹ kiếp. Rồi, đang ngồi tắm rồi. Mình ngồi tắm hay là gì đây? Trên tay có vết ghẻ, 4 vết ghẻ kìa. Đứng dậy. Có vẻ như tỉnh táo hơn rồi anh em ạ. Bây giờ mới đến act 2 này. Vừa rồi cái act 1 là cái act dẫn chuyện thôi. Game không biết có bao nhiêu act. Nhà tắm. Dear Mr. V, I would like to inform you. Hình như là cái Delemen này là thằng AI của cái xe của mình ấy. Mở thư xem nào. Jackie. Khổ thân Jackie, Jackie còn sống đâu. Đây là những cái tin nhắn cuối cùng của Jackie gửi cho tôi này. Regina Zone này là cái em mà cứ mình đi đến cái chỗ nào mà đánh dấu hỏi chấm trên bản đồ ấy là nó sẽ giao quét cho mình đấy. Rồi tôi xem là có cái gì ở cái Cobalt này tôi tăng được không. Tôi nghĩ là sau chắc chắn là tôi cũng sẽ tăng đến cái bảng Cobalt thôi. Và còn có cái phi giao này. À, mình là cận chiến mà mình chiến đấu kiểu theo kiểu ẩn thân chi thuật ấy. Thì cái phi giao thì tôi nghĩ là một skill rất là quan trọng. Mình có thể tiêu diệt được một số kẻ thù ở các cái vị trí mà nó có thể phát hiện ra mình được. Cái này là tăng tốc độ di chuyển khi mà mình sneak. Bây giờ mình sao trần chuồng này. Mấy cái bộ này khá là vớ vẩn. Thôi tôi mặc 10 armor fleet. Made to be seen là sao? Common. Common. Giày đỏ. 10 armor này. 5,9 armor này. 13 armor này. Cái này trông bố đời nhưng mà nặng nề quá. Thôi được rồi, cái giày này là cái giày mà tôi thấy là thủ cao mà cân nặng là 0,5 thì cũng bình thường, không phải là nặng lắm. 13 mo. Mình là cận chiến ấy, nên là mình cần phải cái ống này ống loe này, cái ống này ống bó này. Thôi, chúng ta mặc ống bó này nhìn cho nó mốt ngầu lòi.
thủ 13, rồi ok. Bây giờ là áo phông bên trong. Có hai cái áo. Ôi cái áo Cycle Tank Top này thủ cao phết. Nhưng mà cái này thì nó có giảm sát thương từ các vụ nổ. Uầy, mình có thể mặc cái này vào bên trong được anh em ạ. Sao mình lấy được cái này ở đâu đây? Mặc cái này vào bên trong tăng rất là nhiều phòng thủ nhá. Rồi. Áo khoác Arasaka Polycarbonate Epic 39 armor và có 20 evasion. Thế thì mình lại phải bỏ cái ba áo dấu vết chơi rồi. Cái áo này nhìn cũng ngầu lòi này, từ từ Minstorm. Nhìn cái áo này cũng ngầu đấy anh em ạ. Cái áo mình có hai cái áo epic anh em ạ, một cái là 39. Cái này thì nó sẽ cộng thêm 7 cân mang vác này. Cái này thì nó cộng né tránh này, từ từ mặc. Nhìn cái này nhìn khắm bựa vậy. Áo samurai à? Nhưng mà cái này nhìn xấu quá. Tôi mặc cái này đi, nó thủ cao hơn mà nhìn nó đỡ bựa. Áo này là áo của bọn tập đoàn Arasaka nó nghiên cứu ấy. Đây có cái áo này này. Chắc nhìn cũng đẹp này. Cũng không đẹp lắm. Nhìn ngầu đấy nhưng mà không đẹp lắm. Cái này có thể gắn mốt vào này. À cái này là mốt mình có thể tháo ra anh em ạ. Cái mấy cái áo trong này không có mốt nhưng mà cái áo giáp này là nó có mốt này. Ai giờ được đấy, mặt nạ quỷ này. Ôi mình kiếm được mấy cái này ở đâu ngon đấy nhỉ? Tăng sát thương vào những cái kẻ thù mà có sự đe dọa từ trung bình đến cao đối với mình này. Nhìn hơi xấu chút. Cái này thôi mặc vào đi. Nó có tí armor, nhìn nhân vật nhìn hơi ngu nhưng mà nó có armor anh em ạ. Không có khẩu súng nào sát thương cao hơn à. Katana là tất nhiên rồi. Cái thứ ba này tôi gắn được con dao đấy. Tôi có thể dùng cái, nhưng mà tôi đang không hiểu tại sao mà con dao và sát thương nó còn cao hơn cả cái katana của tôi nhá. Con dao này 257 DPS này. Trong nhà không ấy đâu. Không dùng dao đâu. F5 phát xếp vào. Rồi, đi thôi. À khoan từ từ. Chưa. Để tôi xem nào. Nâng cấp vũ khí kiểu gì. Crafting này. Upgrade. Mình có thể nâng cấp nó lên 203 được, nhưng mình thiếu rare item component và rare upgrade component. Cái này thì chắc là để giã mấy cái khẩu súng ấy ra. Giã mấy khẩu súng rare ra thì sẽ ra cái đấy à. Đây mình đang trang bị cái khẩu này đúng không? Để tôi thử giã cái này ra xem là được nguyên liệu gì nhé. Sao không giã được khẩu này? Khẩu này thì giã được này. Đấy, rare component ra được mấy cái, hai cái này. Tôi cần 8 cái này đúng không? Cái này tăng crit chain này. Cái này nó có 3 cái mốt.
Từ từ. Thôi thay cái khẩu của, có ba cái mốt vào người đã. Mặc dù là sát thương nó thấp hơn một chút nhưng mà inventory, chọn nó thiết kế cái inventory tôi thấy là nó cũng hơi ngu một chút. Mình có thể giã cái này ra này. Epic được thành 4. Sao tôi không cầm được khẩu này vào nhỉ? À, cần phải level 22 mới cầm được anh em ạ. Mà chắc chắn là đến level 22 là tôi sẽ nhặt được những khẩu súng ngon hơn rồi. Tôi giã luôn ra để lấy đồ nâng cấp. Khẩu này giã luôn. Rồi 8, đủ đồ nâng cấp rồi. Không biết là sau này tôi có phải tiếc nuối vì đã giã cái đấy ra không. Để xem nào. Kia là crafting, còn đây là upgrade. Khoan từ từ, thế crafting là mình dùng cái cũ này để làm nguyên liệu đúng không? Sau đấy là mình cần thêm những cái này để mình nâng cấp nó thành cái katana này đúng không? Vãi đái, bao giờ tôi mới kiếm đủ đống component này. Thôi đằng nào cũng sẽ dùng nó làm nguyên liệu. Bây giờ tôi cứ nâng cấp trước đi. Rồi, sát thương lên 203 rồi. Đi thôi. Takemura here. We must meet. Takemura, chúng ta cần gặp gỡ đến nhà ăn dinner, à quán ăn tôm. Tại sao tôi phải làm điều đó? Why would I do that? Because I am the one who saved you. Tôi là người đã cứu mạng cậu. Haven't managed to get my head straight yet. Not after everything that happened. Tôi vẫn chưa thể nghĩ thông được. Sau tất cả những gì đã xảy ra. If you intend to leave, you must react. Nếu anh muốn sống. The bell has already tolled. Tom's diner. I am waiting. Đến cái Tom dinner đấy, tôi sẽ chờ. Thôi bây giờ thì còn cách nào nữa đâu? PD, open up. Barry, we know you're in there. We're here to help. Don't got no fucking warrant. Cut the bullshit. Just open up. Nên là nó báo mình là đi nhận xe lại thôi. We came here as colleagues, nothing else. Những cái nhiệm vụ như này tôi nhận được gì nhỉ? Có nói chuyện được đích đâu. Còn mấy cái tin nhắn vớ vẩn. Congrats, Mendez. Way to be a prick. Oh, what? So I'm the bad guy? I'm not the one who's holed up playing the attention. Can you blame him? Chắc là bây giờ mình mới nhận nhiệm vụ này. Có chuyện gì xảy ra vậy? I live right upstairs. Tôi sống ngay ở tầng trên thôi. Vậy thì hãy tiếp tục mà sống đi, đừng quan tâm việc người khác. Mendez, đừng như thế. Đó là hàng xóm của anh ta. Tôi có thể làm gì không? Có thể. Anh biết Barry không? Biết một chút. He's a friend from the precinct. Left the force not long ago. He broke down after his best friend died. We're worried he'll do something stupid. Relax, Petrova. Nó nói là thằng kia sau khi bạn chết, cái thằng mà ở trong nhà sau khi bạn chết thì hình như là đã bị gặp vấn đề và bọn này nó sợ thằng đấy sẽ làm điều gì dại dột. Rồi, ok, để tôi kiểm tra xem cậu ta như nào. Thanks. Just be patient. Cops following in rough times can be touchy. Let's see what I can do. Tôi xem tôi có thể làm gì. Hey Barry. Barry. Mọi chuyện ổn chứ? Tôi sẽ coi như là ổn. Gonna take that as a yes. Try again later.
mình sẽ thử lại sau mẹ. Nhưng mà kiểu này thì tôi nghĩ là chắc là thanh niên đã hy sinh rồi. Better not get too close. Mẹ vừa nhận quét từ mấy đứa này xong, xong bây giờ nó đã bảo là tốt hơn thì đừng có đến gần quá. Ăn cháo đái của nhà bà bát. Đi làm nhiệm vụ của mình đã. Hay vi cái đéo này. Thằng này giống thằng Lexter ấy nhỉ. Thằng này bắn súng anh em ạ. Cái máy thang máy nó còn phải quét xem mình là ai trước, có phải dân ở đây không, bắt đầu nó mới cho mình bấm nút ạ. Vẫn là cái TV với FPS, chắc là 13 FPS, 14 FPS gì đấy. Kiểm tra thanh kiếm hơn ạ. Holt has also announced plans to run for mayor in the upcoming election. Today, we all mourn the untimely loss of our mayor. So, thằng kia ở xa vậy. Vi, chúng ta cần nói chuyện. Mama Wellness này. Chúng ta nói khi mà Jackie mất, từ khi mà Jackie mất. Mẹ thế nào? How you think? Con nghĩ sao? Con trai ta đã chết. Mà ta vẫn còn ở đây. Calling to offer my condolences. Condolences là cái gì? Condolences. You lived under our roof. Have the decency not to treat me like some stranger you just met. I was going to call you. I prepared an ofrenda for Chiquito. We can't let him go without a proper goodbye. The ceremony will be at the Coyote Cojo. Many of his friends will be there. Bà sẽ tổ chức đám tang. Bà bảo là chúng tôi cho cậu sống dưới mấy nhà của mình. Bây giờ cậu lại định coi chúng tôi là người xa lạ. Bà bảo là sẽ tổ chức đám tang cho Jackie. Do my best to make it. Do your best. Ahí te veo, vi. Heroes. Đi đám tang bạn mình trước nhỉ. Nhiệm vụ kia có thể chờ. Bây giờ mình gọi xe kiểu gì đấy? Như là có cái nhiệm vụ. Bây giờ cái xe của mình mất rồi sao ấy. Mua xe mới này. Đây, bọn này nó có thằng nó bán xe mới này. Cái xe kia bây giờ tôi ấn V, bình thường ấn V để gọi xe, bây giờ tôi ấn V không thấy xe đâu mà. Từ từ đã, tôi nhớ là trong cái đống tin nhắn nó có một cái là đi lấy xe về hay sao ấy nhỉ. Happy Together, đây là cái gì đây? Nói chuyện lại với Barry sau vài tiếng này. Human in Nature là cái đéo gì đây? Có một cái nhiệm vụ mà lấy lại xe là đâu ấy nhỉ? Sao? À từ từ tôi mở điện thoại ra kiểu gì? Từ từ ấn T để mở điện thoại này. Ấn Tab để mở message này.
Chắc là không phải anh em ạ. Chắc là tôi phải đi mua xe rồi. Đấy, có con xe này. Đéo gì vậy? Johnny, you see what happened? Johnny, anh có thấy chuyện xảy ra không? You don't say. Don't mean the wreck. I mean the run. City's most courteous chauffeur ups and drives away from the scene of an accident. Mày cứt sao ấy nhỉ? What the hell? Sao tự nhiên có thằng nó đâm mình vậy? Chuyện gì xảy ra không biết. Xe này bây giờ hỏng rồi còn đi đứng gì nữa. Cái trò này có gọi được taxi không? Chả lẽ tôi lại phải chạy bộ hàng mấy cây số để đến cái chỗ thằng nó phá xe ở tôi à? Còn lấy xe đến ấy nữa mà, đến chỗ đám tang của Jackie mà. Từ từ. Tôi nghĩ là mình sẽ phải fast travel đi cho nhanh, chứ còn ở cái khu đấy nó có một cái điểm này fast travel này. Bây giờ tôi đến đây này, fast travel đi cho nhanh, chạy đến bao giờ. Không hiểu cái này đi đường dưới rồi. Tôi chưa dùng cái fast travel ở trong cái trò này lần nào cả. Trò này dân nó lái xe rất ẩu, nó sẵn sàng đâm mình luôn. Mình mà đứng giữa đường nó đâm luôn. Travel giấu ở mãi đây. Nào gọi đây. Mày không biết tao là ai nhưng mày sẽ biết thôi. Tao tên là Dino. V. Yeah, I know. Heard about you. Bad stuff. Mày họ đã nghe về những cái sự tích của mình. Dino knows everybody. Thằng ấy nó bảo là nó biết tất cả mọi người. Việc gì cứ gọi cho nó. Môi rới một cách trắng trợn. Đi từ trong bóng tối ra ngoài ngoài sáng bị kiểu lóa mắt, hiệu ứng mô phỏng theo kiểu ngoài đời thật. Rất nhiều game nó làm như thế rồi, nhưng mà cái hiệu ứng đấy nhiều lúc làm tôi kiểu hơi bị đau mắt ấy.
Ở ngoài đời thật như thế nó còn đỡ, chứ còn trong game này tự nhiên mình đang ngồi trong phòng tối nhìn được cái màn hình, xong rồi đi đi từ trong ánh sáng ra nó sáng lóa lên là bắt đầu mắt mình nó bị bất ngờ, là khá là nhức mắt. Hoặc là đi từ đang từ ngoài sáng đi vào trong phòng nó cứ tối om om thế. Đó, sao toàn mấy thằng người lạ gọi như mình này. Sebastian Ibarra. Nice to meet you. Tự nhiên gọi cho mình. Anh ơi, em làm cái đéo gì mà anh húng vậy? Cảnh em làm sao vậy? Cái gì vậy? Sao tự nhiên mấy thằng cảnh nó lại định làm gì tôi đấy? My lawyer's gonna go data crash on your ass. You hear me? He'll run you out of biz. Đây là nơi giải quyết các vấn đề về va chạm và tai nạn. Fuck you, Circ Brain. Thank you. Processing data now. Please wait. Hey Dell. Hey Dell. Hello, sir or madam. How can I be of service? Hey. Sao thằng này nó không nhận ra mình à? Well, now I'm in front. Này. That a problem? Xếp hàng đấy. Vấn đề gì không? Tôi ở đây vì vụ tai nạn. Don't recognize me? Anh không nhận ra tôi à? You sent me a message. Anh đã gửi tin nhắn cho tôi, nói là đến đây vì vụ tai nạn mà. Anh bây giờ đang nói với lại cái Delaman Network. Could you please clearly recite your incident report? Don't give them any numbers. That's how they find you. Who? Corpse, dude. Nó muốn lấy số vụ tai nạn. Đây. 77111101096. Incident report on file. Confirmed. Hồ sơ tai nạn đã được xác nhận. Sao này? Mr. Hans Jonas, what phrase would best describe your experience of incident number 7111101111 về vụ tai nạn ấy. Mr. Hans Jonas, what phrase xe của tôi đã bị phá hỏng. My damaged ride, but I'd rather talk to the real Delamain if I can. Tôi muốn nói chuyện với lại Delaman. My apologies if the reception. Vì xin lỗi. I'm preoccupied with the crisis that is ongoing and I simply cannot oversee everything. Bọn anh ngạc nhiên chưa? Nhìn thấy chính chủ ra nói chuyện với anh ấy, thằng này còn cười cợt các thứ. Special treatment. Would you mind if we spoke elsewhere? Anh có phiền không nếu chúng ta nói chuyện nơi khác? Không, tôi không hề phiền gì cả. Gặp riêng đi, chúng ta còn giải quyết các vấn đề chứ. Đi theo con drone này nó dẫn đường. Dẫn đường đi em ơi. I'm fully aware customer service is less than satisfactory at the moment. Perhaps a guided tour will prove some form of compensation. This corridor links the shop to the office. And here is where the magic happens. The shop is fully automated. I'm pondering broadening my portfolio to include repair services. Đây là xe của mình à? I think I know why. I'm still looking into the cause of the Delamain network vehicle failures. Đây là một cái xưởng để sửa chữa các cái xe mà gặp tai nạn anh em ạ. Và xe của mình bị tai nạn thì mình bây giờ đến đây báo hồ sơ, hồ sơ các thứ là nó sẽ dẫn mình đến đây và nhận lại xe. The control room. I feel honored to have you here. Rather surprisingly. Tất cả những cái ánh đèn này là sao? What are they for? That's what I wish to discuss with you. A green light denotes a vehicle with which I am in contact. As you can see, that is no longer the case for some vehicles. Those are the red lights. Repair drones can't take care of this. This time, I fear, human intervention is required. I'm aware you offer a broad range of services and are unusually discreet. Thus, I'd like you to assist me in recovering my missing vehicles. Thằng này nó bị mất xe mà nó yêu cầu mình lấy lại cho nó.
Okay, sure. I'll go after you, Missing Wheels. I'm pleased to hear it. I shall send you the coordinates of their last known locations. You must simply deactivate each. I'll then re-establish the link and return them to my garage. Mình chỉ ngắt kết nối và để cho thằng này nó tự kết nối lại và nó sẽ tự đưa xe về. Đây, cái này là dùng để quét. Exit. Bây giờ là mình đi tìm lại xe. Bọn này nó, thằng này nó bị mất xe à? Ôi rồi ơi, lại xa tít. Tôi sẽ cố làm xong cái nhiệm vụ này đi. Very high, very high gì đấy, có một số cái nhiệm vụ. Ôi mẹ, có nhiều nhiệm vụ phụ linh tinh rải rác quanh đây lắm anh em ạ. Nhưng mà thôi, để tôi đi lấy cái xe về đã. Chứ bây giờ làm nhiệm vụ mà. Khoan, mình lên được level à? Đéo lên level đâu. Đi làm cái gì mà không có xe cũng rất là mệt. Check job, check gel cái gì. Anh đi lấy xe rồi đã. Còn các nhiệm vụ phụ thì tôi sẽ làm dần. Nhiệm vụ phụ trong game của bọn CD Projekt Red nó cũng khá là quan trọng. Nhân vật hết hơi hơi nhanh. Mấy cái thằng cảnh trong trò này. Trong cái trò này nó làm hệ thống cảnh sát ngu đần. Tôi chưa thấy một cái trò nào thế giới mở mà nó làm cái hệ thống cảnh sát nó ngu như là cái trò này nhá. Phải nói thật luôn ấy. Không biết là đến bao giờ nó có thời gian nó fix bug xong nó quay lại nó làm lại cái hệ thống cảnh sát này. Chứ còn không phải riêng tôi đâu. Ai cũng kêu về cái hệ thống cảnh sát này nó quá là kiểu vớ vẩn luôn, làm cho có ấy. Trong khi là theo như là tôi đọc ở trên mạng ấy thì là trong những cái bài viết hồi đầu. Ôi mẹ, nhìn texture xe này. Đây là lần đầu tiên tôi gặp mà xe nó không load được texture như này nhá. Anh em nhìn mô đồ này. Vãi cả đái ấy. Giữa muôn trùng những cái high poly có một cái low poly như này. Cái này là nó là, nó gọi là lốp ấy. Anh em, nếu mà anh em làm đồ họa game thì anh em biết nó gọi là lốp. Tức là những cái xe ở xa ấy, mình không nhìn tới được ấy, thì nó sẽ dùng những cái model và texture chất lượng rất thấp như thế để nó giảm cái độ nặng đi. Khi nó đến gần nó sẽ đổi thành model 2 poly và texture ngon. Ví dụ như ở xa như này mình nhìn nó rất là không rõ, không ra chi tiết gì, thì nó sẽ dùng cái model low poly. Nhưng mà cái kiểu là nó bị lỗi ấy, thế là nó không load được. Nó bê nguyên cả cái model low poly đến đây. Xong một lúc sau bắt đầu nó mới load. Tôi thấy là hôm nay tôi chơi thì có vẻ như game khá là mượt, khá là ổn định. Tầm này chắc phải từ 50 đến 60 FPS trung bình. Nhưng mà đây là tôi chỉ để chế độ 2 thôi. Và đồ họa thì nói chung là chấp nhận được. Ở mức next gen thì chưa tới, nhưng mà có thể gọi là một cái game có đồ họa sáng sủa, đẹp, chất lượng tương đối. Bug thì đến bây giờ tôi gặp khá là ít bug. Rất nhiều người gặp bug rất là nhiều. Có thể là tại vì là tôi gặp ít bug hơn là do tôi chơi sau ấy. Và nó đã có những cái bản cập nhật, bản vá rồi. Nhưng mà nhiều người thì gặp khá là nhiều vấn đề. Nhưng mà tôi nghĩ là sau một vài cái big update nữa thì game nó sẽ chạy ổn định thôi. Có điều là ngoài cái vấn đề về bug ra thì như một số cái feature ở game ấy, kiểu như là cảnh sát, cảnh sát các thứ ấy, tôi thấy nó còn đang rất là có vấn đề, cần phải làm lại, phải nói là làm lại chứ không phải là chỉ sửa lỗi vớ vẩn. Bây giờ cảnh sát cứ mỗi lần kiểu mình làm cái gì phạm tội ấy là một ông cảnh sát từ đâu tê lê ngay sau lưng mình, bắn mình luôn. Cả anh em đứng ở một trong một cái nơi mà nó không có cái đường nào để vào, truy cập vào, vẫn có thằng cảnh sát nó biến sau lưng nó bắn mình được.
Bây giờ là tôi phải đi ngay chỗ này, nó có một cái điểm tele này. Sao đây? Tôi ấn F vào màn hình đen xì, hình như là crash game rồi. Vừa nói xong rất ít gặp lỗi. À đây. Bây giờ tôi phải tìm mấy ở quanh khu này. Thế là vừa rồi tôi nó có cái dấu chấm than nên là tôi không nhìn thấy cái điểm tele ở đây. Bây giờ tôi phải đi tìm cái xe ở quanh khu này. Và có cái hòm bay lơ lửng đây này. Đây là điểm mà thằng kia nó mất dấu cái xe đây. Có một cái xe ở cách đây 450m ạ. Và nó đang di chuyển ạ. Mẹ đuổi theo xe di chuyển bằng chạy bộ à? Ây da! Đi. Mẹ cái trò này. Rất bực mình nhé. Tôi không có xe thì đuổi làm sao thằng kia nhỉ? Trừ khi nó đi về phía mình thôi. Anh béo rất khệnh khạng. Đây, hình như nó đang đi dần về phía mình đây. Hình như nó đỗ rồi. Nó lại đi ra xa rồi. Nắng ngâm xa dần rồi, nắng ngâm xa dần rồi. Em mượn xe tí nhá. Đây là làm việc công. Nắng ngâm xa dần theo những tiếng cười. Lái xe này thì đéo ai mà lái được. Cảnh sát đang đuổi mình đấy. Cái trò này là lái xe chỉ cần ấn quành hơi gấp một tí là xe nó dê đít. Thôi rồi luôn. Đây rồi. Dừng lại. Đít. Nó hút mình luôn ạ. Hey, let's talk. Cái xe kia nó bị điên rồi. Let's see who crushes who. Thanh nhau đâm nhau rồi. Đâm này. Bán tải mà phải sợ. Bán tải mà phải sợ. Sedan à. Từ từ. Nhanh nhanh cho nó đâm. Nó đang bị mắc kẹt rồi. Mình vào mình ngắt kết nối. Ôi, ôi, anh ơi, anh ơi. Phải mở cửa. Mở cửa ra. Đi tít kiểu đéo gì. Xe nó bình tĩnh lại chưa? Hình như là mình phải húc hỏng nó anh em ạ. Mẹ nó cứ húc thẳng vào mình. Ui. Xe nó khỏe quá. Ui. Khổ thế nhỉ. Giờ mình phải làm sao với cái xe này đây? Nhiệm vụ này là như nào? Rồi, hai xe đấu nhau rồi. Bố láo với chúng tôi. Tôi cho nó mắc kẹt vào. Sao mà mày khỏe bằng tao được. Thích đấu đầu với nhau. Tôi phải làm sao với cái xe này bây giờ nhỉ? Nó có đà phát là nó hút mình bay ngay ạ. À? Sao lại tôi đi active được cái này đây? À, phải hack vào nó à? Nhớ hiểu. Từ từ.
từ, để tôi xem là nhiệm vụ nó nói gì. Làm sao deactivate được? Quick access. Tôi còn đang chả biết là mấy cái kỹ năng này dùng kiểu gì cơ. À, mày đâm tao à? Mày đâm tao à? Từ tôi... Đéo thì ném lựu không ảnh hưởng gì luôn ạ. Ấy là nó muốn đâm tôi ạ. Tôi còn không vào được. Sao đây? Nó đưa cho lúc trước là nó đưa cho mình cái thiết bị gì nhỉ? Từ từ. Hình như tôi phải gắn cái thiết bị đấy vào thì Cyberware này. Đây mình có thể modify được rất nhiều bộ phận cơ thể anh em ạ. Biến mình thành robot cũng được. Cái này tôi chả hiểu là cái gì đây. Hai cái này giống nhau đúng không? Target Analysis. Chết, cái nhiệm vụ này là tôi phải làm cái chó gì nhỉ? Deactivate kiểu gì? Mẹ cái trò này. Bực thế nhỉ? Nó bảo là mình phải hủy hoại cái xe này để dừng nó lại. Nó chửi mình, nó chửi mình là motherfucker. Xong chưa? Hóa ra là chỉ cần phá hủy nó là xong anh em ạ. How fortunate. I've relinked to the vehicle. Thank you. A share of your fee is in your account. Vãi cứt, bây giờ tôi phải còn đi tìm 7 cái xe nữa thì phải. Xe tương lai khác hút nhau như thế vẫn có thể chạy rất là ổn, ngon lành cành con nhà bà đào. Để tôi hôm nay làm xong cái nhiệm vụ. Sorry, em xin lỗi. Xe ở đây nó đang bị xăng vành rồi, chạy nó hơi lệch. Làm quả drip cũng phải gọi là chuẩn chỉ như kiểu sách giáo khoa. Đi dưới à? Ok, đi dưới. Vẫn đi ở trên à? Này, đoạn này là FPS hơi tụt nhá. FPS hơi tụt đấy.
Tôi sợ chạy lúc nữa FPS nó sẽ còn tụt nữa. Đấy anh em nhìn, đi từ trong bóng tối ra ngoài sáng, hơi lóa mắt. Mặc dù đấy là một hiệu ứng nó tạo cho mình cái cảm giác thực tế, nhưng mà nó khá đau mắt. Tôi cảm giác như cái tích trời nó chưa lốt đúng không anh em? Nhìn đường, mặt đường đéo nhìn. Thằng nào gọi đây? It's been a long time. Wakako Okada, lady of Westbrook Estate. Cái bà lần trước mình làm cái gì cho bà ấy nhỉ? Tôi nhớ có một lần bà gọi cho mình rồi. Hình như là bà còn nợ tiền mình làm nhiệm vụ xong chưa trả. Nhầm đường. Thằng này tránh ra mắt mù à? Lái kiểu gì đấy? Không thấy người ta đang sang đường à? One of my missing vehicles might very well be near where you are now. Thanks. Try to find it. À, tức là những cái xe của thằng kia nó bị điên đấy, nó bị nổi điên đấy. Đây là kiểu dịch vụ cho thuê xe. Đây rồi. À, thấy nó rồi, thấy nó rồi. Cả nó lại. What is? Mấy cái này là AI nó bị lỗi. Well, so let's get you back to safety. The garage. By driving through the streets. Well, yeah, afraid so. Giờ cái xe này mình không cần phá hủy mà mình chỉ cần đứng gần thôi. Let me know when I'm safe. You're welcome in, but do take it slow and try not to hit anything. Giờ mình vào trong xe. F5 ngon. Có xe mới rồi anh em ạ. Ôi đây có quả xe bố đời vậy, đây có vụ gì đây? Mấy anh cảnh sát có quả xe kinh quá. Không biết sau mình có xe như thế không? Tôi thấy trò này có rất là nhiều xe mà mình có thể, khi mà mình mua rồi, sở hữu rồi, mình có thể nâng cấp được theo trailer như thế. Thực tế như nào thì không biết. Nhưng bây giờ thì tôi cũng không tin trailer lắm, tại vì game này nó đang có khá nhiều phốt. Mặc dù tôi là một fan của CD Projekt Red, nhưng mà không thể phủ nhận rằng cái game này họ đã quá sai lầm khi mà đưa game ra sớm hơn dự kiến. Có thể delay thêm cũng được. Chất lượng game nó đảm bảo mới là cái mà quan trọng nhất, chứ còn fan thì người ta lúc nào người ta cũng muốn nhận một... Mặc dù là delay họ sẽ khó chịu, nhưng mà cái việc mà đưa ra một cái sản phẩm mà lỗi bung bét lên làm cho trải nghiệm nó bị tồi tệ thì nó còn... Vãi cứt AI lại còn bảo là hãy đi từ từ thôi, tôi cần thời gian để bình tĩnh lại. Bố đời. Game quá bố đời. Anh này đi nhanh quá, anh ấy sợ. Mày. Anh bắt mình đi chậm lại. Game này tôi nghĩ chắc khoảng tháng nữa chơi lại ấy, thì là rất ngon, rất ổn rồi. Mặc dù sẽ vẫn còn cái cảnh sát ngu học làm cho mình khó chịu, nhưng mà về cơ bản nó sẽ bỏ những cái lỗi lặt vặt và một số những cái lỗi lớn ấy. Tôi thì tôi rất ít gặp lỗi. Từ anh em nhìn này, mặt đường này, mặt đường này không biết là lốt tích chờ chưa, hình như là lốt rồi đấy, tại vì tôi nhìn lốt rồi, tại mình đi nhanh là đèn đỏ, đèn đỏ chứng tỏ là được đi. Đi thôi. Thằng này nó không cho mình chạy nhanh, chỉ được chạy chậm thôi. Được rồi, tôi sẽ đi đúng luật an toàn giao thông nhé. Thằng kia mẹ đen à? Đang bảo thằng kia đèn vẫn còn đỏ mà dám đi.
đưa cái này về trung tâm, cho thuê xe. Ơ vừa tôi lấy con bán tải kia của thằng nào tôi đi mà không thấy cảnh sát nó đuổi bắt tôi nhỉ. See, it wasn't so bad. It was horrifying, but still, I thank you. Ơ vừa đi mẹ thằng cảnh sát kìa. Come on out. Nobody's gonna hurt you. Đéo ơi, ai làm gì? Thanks for your assistance, V. Cảm ơn vì đã hỗ trợ. 10 Sweet Grad. Mới được 2 cái xe thôi ạ. You're only making it worse. Come out. Sao thằng cảnh sát kia nó ra đây, nó định bắt tôi à? Tôi chả làm gì, làm đéo gì cái bọn cảnh sát này mà nó bây giờ nó định bắt tôi ạ. Thôi đến lễ tang xong rồi nghỉ nhỉ. Tôi nghĩ là chúng ta đến lễ tang của thanh niên Hero game. À đây Hero đây. Tôi tưởng xong cái nhiệm vụ đấy thì có thêm một level rồi anh em. Thì sẽ có xe mà hóa ra nếu có xe thôi 900m tôi chạy bộ không tới. Chỗ này có vụ tai nạn. Chỗ này có vụ tai nạn này. Đây là xe của bọn kia đúng không? Quả xe bố đời này sao không đi? Đi xe sang đến dự lễ tang. Rất bố đời. Xe VinFast anh em ạ, anh em nhìn cái logo chữ V kìa. VinFast ấy, VinFast trong năm 2077 ấy. Xe đã được cả thế giới biết tới. VinFast này. Con vừa rồi đâm tôi chắc là Phantom. Bọn kia đi trên vỉa hè liên quan đếch gì mà lăn lộn vậy. Không thấy là anh lái xe rất là chuẩn chỉ à. Đi bám sát. Làm quả một đường lượn, một đường cong phải gọi là sách giáo khoa phải đưa ngay vào để dạy lái xe. Ơi nhầm. Nhầm đường. Ui xe này 6 bánh à. Nhìn quả đỗ xe. Đỗ xe này sát vỉa hè để còn dành cái phần đường cho những xe khác người ta đi nữa. Quick save fast. The pool table, we got to get rid of it. Really? It's pretty massive. Đây. Vì. Mama Willis. Vì. Rất vui được gặp cậu. Sit. Hãy ngồi đi. Làm cốc bia. Phải nghe lời chứ. Wouldn't mind one. Quán bar 18 cộng này. A lot of time has passed. Thời gian đã trôi qua rất nhiều. Cậu thế nào? Hanging in there somehow. Somehow. Vẫn đang ở đâu đó. You could have come over for dinner. Bằng cách nào đó. Nuestra casa es tu casa. But okay. We put it behind us. I am in the middle of preparing an ofrenda. There is still so much to take care of. Cái ofrenda này chắc là lễ tang ấy. Một cái từ lễ tang gì đấy trong một cái tiếng kiểu Tây Ban Nha hoặc là gì đấy. Uống cà phê rồi. Chao đảo rồi. Are you getting enough sleep?
Hãy để con giúp. Gracias, mi cielo. But I will manage. It's enough you come. Cảm ơn nhưng mà không cần đâu. Tôi có thể lo được. Want to take part in the ceremony, but muốn tham gia vào buổi tang lễ. In line with tradition. But something I'd lay by his casket that would do justice to his memory. I don't got anything. But your heart is in the right place, mi niño. Don't worry. He's symbolic. Look for something in his garage. His past is all there. Nó để lại cái gì ở trong gara cho mình? Chắc cái con xe mà nó dùng để hút mình cái nhiệm vụ ấy. Ở trước cái nhiệm vụ ấy. Jackie had a garage? Jackie có gara. He used it for his motorcycle, nó dùng cho những cái chiếc xe máy của nó. He moved in. You'll find something there. Hãy vào đó và con sẽ tìm thấy cái gì đó. No, mijo. He's gone. Có phiền không nếu mà con sới tung cái chỗ ấy lên? Không vấn đề gì đâu. Toma, take the key. Thanks, Mama Wells. Cảm ơn mẹ. Don't mention it, V. You have respect. Quan trọng V. I admire that. The garage is on Republic. Con cho thấy sự tôn trọng. Ây da, ngó mắt quá. Jackie chắc là con xe bố đời của Jackie ấy. Ivy. Khổ thân, em này vẫn ngồi đây nhớ à? You here alone? Chỉ ngồi đây một This mình thôi à? Not exactly the safest neighborhood in town, Misty. Nơi đây không phải nơi an toàn đâu, Misty à. I was 10. 26 now. If anything was gonna happen, it wouldn't have taken this long. Tôi ngồi đây từ khi tôi còn 10 tuổi, bây giờ tôi 26 rồi. Nếu mà chuyện gì đã xảy ra thì nó xảy ra từ lâu rồi. Vậy cô đang làm gì ở đây? Sitting and waiting. Tôi ngồi đây và đợi thôi. Waiting for him. Đợi anh ấy. I know he's never coming back. Nhưng mà tôi biết là anh không bao giờ quay trở lại. An hour. Cuối cùng tôi đến đây mà ngồi cả tiếng đồng hồ. I know it's gone, it's just I miss him a lot. Nhớ anh ấy rất nhiều. Catch up? Muốn ngồi cùng không? Ok. Hardly gonk at all. Tất cả đều bình thường thôi. Con người là như thế mà. I guess. Tôi đoán vậy. Hai người biết nhau lâu không? Half our lives. Một nửa cái cuộc đời của mình. Lớn lên cùng nhau ở trên đường phố. Gặp nhau. Till a year back. Tới với nhau. Best darn year of my life. Những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời tôi. Jack nói với tôi về cô. Always saying how luôn much nói là cô có ý nghĩa như nào với, really với anh ấy. I bet he used anh ấy thực sự words. Nói thế à? Maybe, but that's what he meant. Anh nói theo kiểu khác nhưng mà đấy là ý của anh ấy. You actually got to know him. Anh có vẻ hiểu rất rõ anh ấy. Everybody else thought he was a goofball with a rough-hewn face and an edge, but they're wrong. What did you see in him? Let me tell you what he told me once. He told me he'd take a bullet for me in an instant. Anh ấy đã đỡ viên đạn cho tôi ngay lập tức. A true Haywood boy. A man with dreams, một người đàn ông với giấc mơ. Only thing they cost him was his life. There's a huge chunk of his past in there. Có rất nhiều đồ của anh ấy ở trong quá khứ ở trong đấy. Tại sao cô không vào? I don't have the key. Không có chìa. Jackie never gave you a set. You two didn't Jackie get that không far. Cho cô một he offered, bộ à? But I wanted him to have his own space. Anh ấy có muốn đưa cho tôi nhưng mà tôi muốn anh ấy có khoảng không gian riêng chỉ mình anh ấy thôi. Nào hãy dậy giúp Mama tôi Wells tìm cái gì đó cho Jackie. Buổi tang lễ nào. Need to find something he really cared about. Đi dậy nào. Mind giving me a hand. I'm not sure I should go in there, V. Không chắc là tôi có thể vào đấy, V ạ. No, it's not that. Mama Wells and I aren't exactly on the best terms. À, bà she Mama Wells, bà mẹ của thằng Jackie lại không thích em Misty này. That I know.
Jackie would want you here. Jackie muốn cô ở đây. Điều đó mới là quan trọng. Đi. Càng đến lúc cái thanh niên Jackie kia chết rồi, bắt đầu tôi làm những nhiệm vụ này tôi mới cảm thấy càng ngày càng gắn kết với cái thanh niên đấy nhá. Hiểu rõ hơn về quá khứ, về cuộc đời, về các mối quan hệ xung quanh ấy. Bây giờ giúp em này vào đây để tìm những cái đồ mà locked. I wonder what's in there. That's his lair. Slept there. He must have had a different key. Jackie nó hay ngủ trong đấy. Might be tucked away somewhere. Bây giờ phải tìm chìa để vào phòng của Jackie. Still full. Vẫn đầy. His favorite. Strategic reserve. No touching. How come? ¿Por qué no puedes tocar una reserva estratégica, va? Love to poke around engines. He was 15 when he first got on a bike. Knowing him, it's a miracle he never wiped out. Jackie loved to pump iron, didn't he? Còn 15 tuổi là hai đứa này đã chở nhau đi lượn khắp nơi rồi. Barbells are the best listeners. They understand all your problems and never give you gonk advice. Basketball signed by Dante. He was from Haywood too. I think he might like Jackie. Tôi ngồi xuống rồi, giờ nó không cho tôi đứng lên vậy. Ở đây. This will be fitting. Well, you got something for your ofrenda, but we could look around a little more. Tìm được cái thứ để tưởng nhớ rồi. Gotta be hanging here since 2020. Oh, cái này là từ năm 2020 này. Vãi đái á, poster từ năm 2020 này. Mình bây giờ mình phải lấy chìa khóa để vào đây, nhưng mà tôi nghĩ là cái chìa khóa đấy chỉ có thể lấy được khi mà guess no man cave's complete without some of those, huh? He said they're collectibles. They don't print them anymore. That's definitely why they're thanh niên này có mấy cái đây là đàn ông hay đàn bà đây. Hình như đàn bà anh em ạ. Cái khối tròn như này chắc mấy thằng kia nó là thẳng mà có phải cong đâu. Có bộ này cho mình xin được không? Mang về nhà mình treo. Đây, trên đây là đống công cụ chứ không có chìa khóa này. Cái xe của thằng này không lấy được. Actually, V, I think I'll stay a while. Say bye to him here. Mama Wells wouldn't want me there anyway. What happened? Có chuyện gì giữa cô và what's the beef? Mama Willis. Let's just say she didn't see me as daughter-in-law material. Bà không coi tôi là con dâu. That my name wasn't Camila and I wasn't Jackie's ex-output. Camila was Mama Wells' favorite. À, right. Bà thích một em tên là Camila cơ. Chứ bà không thích em này. You gotta come, Misty. Cô phải đến, Misty. You gotta write to be there. Cô xứng đáng not get in Mama Wells' đó. Way. It's for family. You were family to him. I guess cô you're right. Là gia đình của anh thanks ấy mà. Me. So, shall we go? Đi thôi. You ever thought you might leave Night City? Sure. Con once upon a từng bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi Night City chưa? Seriously. Meaning pack my bags and hopped on a plane to Nepal. Sao lại mở cửa kia, thằng nào nó vào nó trộm thì sao? Week, I realized I couldn't live without the traffic outside my window and my neighbors hollering. Game này cứ thỉnh thoảng mấy con NPC nó tiến thẳng nó đi xuyên qua người mình sợ vãi á. Kiểu như mình là người vô hình ấy, mình có vẻ Johnny Silverhand đâu. Mình là V mà là Việt mà.
Rồi tôi đã thuyết phục em này là đừng có lo. Mẹ của thanh niên kia dù có không thích thì em này vẫn cứ là vợ, là người yêu của thanh niên Johnny, à cái gì? Jackie mà. Đưa em này vào đây, mình sẽ bảo vệ em này. Dù bà ấy có thích hay không. Sao nào, đây có con nào tên là Camilla không? Bà ấy thích một đứa tên là Camilla mà. I thank you all for coming today. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây hôm nay. I'm not going to tell you what kind of man my son was. Tôi sẽ không nói cho mọi người con trai tôi là một người đàn ông như nào. Thay vì đó tôi sẽ kể một câu chuyện. When he was about 19 khi mà nó mới 19 tuổi. Jackie was in the Valentinos. They were at war with Maelstrom Valentino. Back then. I get a call. Tôi có một cuộc gọi từ bệnh viện. Họ nói tôi là nó bị bắn 3 lần và trúng tim. Nó bị ngất khi mà tôi đến đó, bất tỉnh khi tôi đến đó. Rất nhiều những cái ống cắm vào người nó, trông nó giống như con bạch tuộc vậy. Nó nói với tôi, mẹ nhìn này, con là người chống đạn, không có gì xấu có thể xảy ra với con đâu. Khi tôi đi, nó lấy cái Valentino, cái nhẫn Valentino của nó, cái đéo gì vậy, nhưng mà nó không sợ hãi. Nó chỉ không muốn tôi lo lắng thôi. Hãy ra đi bình yên, con trai. Hey V. Chào Vi, thanh niên Vic. Thanh niên Vic cầm đôi găng tay. Night City Devils Boxing Club, we had this saying: make your best friends. Mỗi người kể một câu chuyện với thanh niên Jackie. And it's true, Jackie's arm was a cannon. Jackie arm như một cái cannon vậy. Không ai có thể đấm mạnh như cậu ta. Mọi người đều đau buồn, đều khóc. 12 rounds, buddy. 12 hiệp. Anh bạn ạ. Me mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años. Nó nói như kiểu tiếng Tây Ban Nha. Hay là tiếng Bồ Đào Nha gì đó. Tôi đoán là tiếng Tây Ban Nha. Thanh niên Jackie chắc là người gốc Tây Ban Nha. Nói chúng ta cố ngồi xem một chút anh em, để tri ân thanh niên Jackie, dù là một nhân vật game thôi. Nhưng mà khi chơi game mà chúng ta hòa mình vào thế giới của game thì nó sẽ hay hơn rất nhiều so với việc là chúng ta quan sát một cách. À, đến mình rồi. Tôi đang nghĩ về lần đầu tiên tôi gặp Jackie. Tôi và anh ấy lái xe vượt qua biên giới. Hai người lấy một thứ gì đấy thuộc cái bí mật của Arasaka. Tôi còn nhớ anh ấy nói rằng tôi đến từ một nơi mà mọi người đều là gia đình. Anh ta cũng vậy. Jackie Wallet. Best friend you could ask for. Người bạn tốt nhất mà mọi người có thể đòi hỏi. Once he set his mind to something. Rất trung thành. Khi mà anh ấy quan tâm điều gì thì anh ấy sẽ cố gắng đạt được nó. Anh ấy nói với tôi, brother, one thing we can't do is be afraid of others. Có một điều mà chúng ta không thể làm, đấy là sợ hãi lẫn nhau. À,
đặt cái người yêu thương của mình lên trên hết. For his loved ones, he'd sacrifice his life. Anh ấy hy sinh cuộc sống của mình mà không cần suy nghĩ. Quan trọng hơn hết, anh ấy không phải là người mà mọi người nghĩ là anh ấy như vậy. Everyone saw Jackie as a grinning charmer. You saw the good in everyone, everything. But they were wrong. Jackie Wells was a hell of an ambitious chum who never gave up. His drive cost him his life, but he did in life what he said he'd do, reach for fortune and fame, no fear in eyes or heart. A Haywood kid with a hell of a drive. Rest easy, Chu. I would like to say a toast. Por mi hijo. Thank you for your kind words, Vi. I'm glad you're here. It was a beautiful ofrenda we gave him. Lot of people come today. Even that putica Jackie was messing around with. Bà ấy đang nói về em Misty ấy. What's wrong? Cô ấy rất quan trọng với cậu ấy. Her name is Misty. Cô ấy tên là What? Misty. Misty. Thì cơ Misty. She was very important to him. Cô ấy rất quan trọng với anh ấy. Bà không hiểu à? Invite her along for dinner. Hãy mời cô ấy ăn tối đi. Đấy là những điều cô ấy xứng đáng. You're a good man. Anh biết không, anh là người tốt. Jackie muốn anh cầm những cái này. Bà có chắc không? You sure? Jackie would kill me if I got so much scratch mà tôi làm xước bất cứ thứ gì. Vậy thì đừng làm xước cái gì cả. Thank you. Cảm ơn. I'll take such good care of it. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó. Mình có thể nói chuyện với tất cả mọi người hoặc là rời đi luôn này. Em Misty đi chỗ khác rồi à? Đây là những người mình có thể nói chuyện này. Thôi. Hôm sau thì tôi sẽ tiếp tục anh em ạ. Xong tang lễ rồi. Còn mọi chuyện sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục vào cái tập tiếp theo nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Có lẽ là game này tôi sẽ quay video và tôi up lên thôi. Tại vì là thực ra thì game nó cũng không có nhiều anh em thích xem. Thứ hai nữa là đây là một tựa game rất là nặng và chất lượng hình ảnh khi mà live stream ấy. Nó cũng sẽ không được tốt bằng cái việc là tôi up video lên. Thì... hy vọng là anh em sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của tôi. Hẹn gặp lại anh em ở trong những cái buổi livestream về những cái tựa game mà anh em thích, ví dụ như là Rimworld, hoặc là sắp tới là tôi cũng sẽ livestream rất nhiều game mới. Nhưng bây giờ tôi sẽ dành thời gian để tôi cố gắng cho nó xong cái game này đi. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Tạm biệt anh em. Bye bye.